Chào mừng các anh em quay trở lại đến kênh YouTube của công ty Zika Audio. Quay trở lại với các anh em ở video ngày hôm nay. Lời đầu tiên em xin thay mặt bên công ty xin cảm ơn anh Phong. Và ngày hôm nay chúng em rất là vinh dự khi ghép một cấu hình combo nói chung và đôi loa ZLG300 nói riêng cho anh Phong. Anh Phong anh ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Trước đây anh Phong có biết đến bên công ty Zika chúng em với một cấu hình combo karaoke gồm có đôi loa, điển hình nhất là đôi loa ZBLG4000. Và trong quá trình sử dụng đến ngày hôm nay anh lại tiếp tục cần nhu cầu đến thêm một đôi loa ZBLG300 nữa thì anh đã tiếp tục quay trở lại với em bên công ty chúng em một đơn hàng nữa. Đối với đôi ZBLG300 là dòng loa cây cao 1m15 và nó sở hữu cho mình hai con bát điện 25. Các anh em có thể thấy hai bên bỏ yên càng kiệt và hai con chung và bốn con chép, công suất của nó khai thác từ 350W đến 500W. Với công suất như vậy thì các anh em có thể phối ghép với cùng rất là nhiều các dòng âm ly nội địa của Nhật và Hàn. Thậm chí các anh em có thể đánh với những đẩy công suất lớn để khai thác tốt và cái hiệu năng của nó. Hát karaoke rất là hay. Với các bạn như này, không gian khoảng 560m2 các anh em thoải mái nhé. Tiếng bass rất là sâu. Hiện tại các anh em cố gắng đeo giúp em cái tai nghe vào, chúng ta sẽ có được cái trải nghiệm cũng như là chất âm nó chân thực nhất. Cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Và tất cả mọi nhu cầu mua sắm các anh em có thể liên hệ với chúng em qua số hotline công ty, đó là 0963889192 và 0965503357, gặp chính thức là giám đốc của công ty Zika, đó là Mr. Thanh. Và sau đây không để các anh em mất thời gian phải chờ đợi lâu thì em đi thẳng vào vấn đề chính, đó là test một đoạn karaoke để cho các anh em cũng như anh Phong có thể yên tâm về cái chất lượng của đôi ZBLG300 này. Xin mời các anh em chúng ta cùng lắng nghe thưởng thức ca khúc. Nhu cầu thì mua sắm các anh em cứ liên hệ trực tiếp với chúng em theo một số hotline công ty, đó là 0963889192 và 0965503357, hoặc các anh em có thể đến tại địa chỉ số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Zika Audio luôn chào đón các anh em đến với công ty Zika Audio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.